Xin chào tất cả các em. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu đến các em nội dung của bài học số 2 trong chương trình tiếng Anh lớp 9 với chủ đề là clothing. Và chúng ta được biết đến từ clothing là về trang phục hoặc là những cái phục vụ quần áo. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu bài học đầu tiên Getting Started với một số trang phục truyền thống của một số quốc gia trên thế giới. Các em hãy quan sát lên màn hình. Ở đây là hình ảnh mà cô trích dẫn từ trong sách giáo khoa. Tuy nhiên thì trong sách giáo khoa các em là hình vẽ. Còn đây là hình ảnh thật cô muốn lấy cho các em xem để chúng ta có thể hình dung được những cái bộ trang phục này và dễ dàng đoán được nó đến từ đất nước nào ha. Và nội dung yêu cầu của bài này là gì đây? Look at the dress the people are wearing. Decide where each person comes from. Vậy thì chúng ta hãy quan sát lên những cái bộ trang phục này và đoán xem là những người này đến từ đất nước nào. Ở trong sách giáo khoa của các em, người ta không có đưa tên gọi của những bộ trang phục trên đây, mà cô sẽ giới thiệu cho chúng ta biết được những cái trang phục này để chúng ta đoán được xem là họ đến từ quốc gia nào nhé. Ở đây cô có 6 tên gọi của 6 trang phục và nó không theo thứ tự ở các cái hình này. Bây giờ cô sẽ giới thiệu từng cái ha. Từ đầu tiên là từ veil, ok? Veil là cái mạng che mặt hay là cái khăn trùm che mặt đó. Kimono là bộ trang phục kimono truyền thống của đất nước Nhật, chúng ta đều biết rồi. Áo dài là trang phục của Việt Nam, đúng không nào? Cho phụ nữ Việt Nam. Rồi cô có trang phục tên là sari, ok? Sari là bộ trang phục truyền thống của người Hindu. Hindu hay còn gọi là Ấn Độ giáo á, thì chúng ta có thể đoán được trong bức tranh này là cái vị trí nào rồi ha. Jeans rất là quen thuộc rồi, chúng ta cũng có sử dụng trang phục này. Và từ kilt, okay. Kilt là một bộ trang phục truyền thống của người Scotland, okay. Scotland. Thì chúng ta sẽ đi vào phần nối những cái tên gọi ở những trang phục này với những cái hình ảnh ở trên màn hình của cô. Bây giờ từ đầu tiên cô đã gợi ý cho chúng ta từ veil là cái mạng che mặt. Vậy thì nó sẽ nối xuống bức hình F, đúng không nào? Đây là một người phụ nữ theo ở vùng Trung Đông chẳng hạn ha. Theo dự đoán của mình, theo kiến thức lịch địa lý của chúng ta được biết, thì ở những quốc gia vùng Trung Đông, người phụ nữ họ hay dùng mạng che mặt, đúng không nào? Rồi, kimono là trang phục của Nhật Bản, đó chính là bức tranh đầu tiên của chúng ta. Được chưa? Áo dài, đó chính là bức tranh B. Rồi, như cô đã giới thiệu, từ sari là trang phục sari của người Ấn Độ giáo. Vậy thì các em thử đoán xem trong này bức tranh nào nó sẽ phù hợp đây. Đó chính là bức tranh D ha. Sari chính là bộ trang phục này. Jeans thì rất là quen thuộc rồi, nó sẽ nối với bức tranh E. Và cuối cùng, kilt là bộ trang phục truyền thống của người Scotland, nó chính là bức tranh C. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thực hành để hỏi đáp với bạn bè mình, để nói ra xem những cái người này họ đến từ đất nước nào. Như bức hình đầu tiên, cô sẽ lấy ví dụ cho chúng ta ở đây. Where does she come from? She comes from Vietnam. Why do you know that? Because she is wearing the outside. Okay. Đó chính là cái đoạn hội thoại mà chúng ta sẽ phải thực hành với bạn bè mình, hỏi và trả lời những cái trang phục này để đoán xem những người này đến từ đất nước nào. Tiếp theo, đây chính là kilt, a kilt, and he's from Scotland. Okay. Chúng ta sẽ đặt một đoạn hội thoại như sau. Where does he come from? He comes from Scotland. Why do you know that? Because he wearing a kilt, okay? A kilt. Đó chính là cái gợi ý thứ hai của cô đối với bộ trang phục của người Scotland, bộ trang phục kilt. Tiếp theo, ở đây cô đã có gợi ý sẵn đất nước và cái trang phục ở trên cái hình ảnh tương tự rồi, thì chúng ta sẽ lại đặt ra những tình huống, những cái đoạn hỏi đáp tương tự như hai bức tranh đầu tiên. Nào, hãy cùng đi vào phần thực hành nhé. Where does she come from? She comes from India.
Ok, cô ấy đến từ đất nước Ấn Độ đúng không nào? Sari, trang phục của người Ấn Độ giáo, thật chính là trang phục của người Ấn Độ ở đây. Why do you know that? Because she's wearing a sari. Và tiếp theo là hình ảnh của người phụ nữ Nhật Bản đúng không nào? Where does she come from? She comes from Japan. Why do you know that? Because she's wearing a kimono. Ok. Tiếp theo là hình ảnh của người đàn ông này mặc quần áo jean đúng không nào? Chúng ta có thể nhận ra đây trang phục của người cao bồi ha. Chúng ta gọi theo tiếng Việt của mình gọi là cao bồi, nhưng mà tên trong tiếng Anh người ta gọi là cowboy. Ok, thì chúng ta sẽ có một bài tìm hiểu về trang phục jean. Nó xuất phát từ nguồn gốc như thế nào? Còn trong bộ trang phục này thì chúng ta đoán được là anh ấy đến từ đất nước Mỹ, đúng không nào? The USA. Chúng ta sẽ hỏi câu hỏi là gì? Where does he come from? He comes from the USA. Why do you know that? Because he is wearing jeans. Okay. And the last picture. Bức tranh cuối cùng của chúng ta là một người phụ nữ sử dụng mạng che mặt đúng không nào? Where does she come from? She comes from Arabia. Okay. Đây là đất nước Ả Rập, một trong những quốc gia thuộc vùng Trung Đông. Arabia. Why do you know that? Because she is wearing a veil. Okay. Như vậy là cô vừa mới giúp chúng ta tìm hiểu qua một số trang phục truyền thống của một số quốc gia trên thế giới. Hy vọng là với những cái thông tin này thì chúng ta có thêm cái kiến thức về những trang phục hay cũng văn hóa của một số quốc gia trên thế giới. Xin chào tất cả các em. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu đến các em bài học số 2 trong chương trình tiếng Anh lớp 9. Và với bài học clothing này, mình sẽ đến với kỹ năng listen and read. Và trong bài học Listen and Read này, chúng ta sẽ được tìm hiểu về lịch sử của bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam, đó là áo dài. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung phần từ vựng. Ở trong bài học này có khá là nhiều từ vựng, cho nên các em hãy theo dõi và ghi nhớ nhé. Rồi, cô có từ đầu tiên, Poet. Ok, chúng ta hãy nhìn vào bức tranh này. Đây là một nhà thơ ha. À, các em có thể thấy bài thơ được trích dẫn ở trên này là bài thơ Từ Ấy. Bài thơ này của nhà thơ Tố Hữu. Và ở đây cô muốn giới thiệu đến chúng ta từ nhà thơ là từ Poet. Ok. Rồi, bên cạnh tác giả này là bài thơ, đúng không nào? Bài thơ của tác giả này thì mình có từ bài thơ là Poem. Ok, nó có cùng gốc từ nhưng mà cái từ nó có sự thay đổi một chút, cho nên các em cẩn thận không bị nhầm nha. Poem là bài thơ và chúng ta có từ poetry. Ok, poetry là thơ ca nói chung, được chưa nào? Poet là nhà thơ, poem là bài thơ và poetry là thơ ca. Rồi cô có hình ảnh tiếp theo, sorry các em, cô có từ vựng tiếp theo đó là từ mention. Đây là động từ, mặc dù đuôi của nó là đuôi sần, nhưng mà đây là động từ chứ không phải là danh từ. Và nó có nghĩa là đề cập đến, ha? To mention là được đề cập đến. Tradition. Tradition là danh từ, nó mang nghĩa là truyền thống, ha? Và chúng ta có danh từ là tradition và tính từ là traditional. Mình sẽ thêm đuôi AL vào và nó sẽ thành tính từ có nghĩa là thuộc về truyền thống. Và traditionally là trạng từ, traditionally. Rồi cô có cụm từ a long sleeve tunic. Chúng ta hãy quan sát lên bức hình này. Đây là bức hình một bộ áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam đúng không nào? Và chúng ta hãy nhìn theo con trỏ màu đỏ. Đây chính là long sleeve tunic. Đó chính là áo lụa dài. Đây, phần đằng trước này mình có là miếng vải may thành áo lụa ha, bằng lụa thì nó tạo thành một cái bộ đồ truyền thống của mình. Tiếp theo, một bức hình này, chúng ta có động từ slit. Slit là đường xẻ. Ở đây mình thấy có đường xẻ tà ha, hai bên, hai tà đúng không nào, tà trước và tà sau.
Rồi, loose pants. Ở đây mình thấy chiếc quần của bộ áo dài nó rất là rộng, chứ không giống như quần jean hay là quần tây của mình hay mặc, mà cái ống của quần áo dài nó rất là rộng. Và đó được gọi là loose pants, quần rộng thùng thình ha. Cô có danh từ inspiration. Danh từ inspiration này mang nghĩa là nguồn cảm hứng, được chưa nào? Rồi, ethnic minority. À, các em quan sát lên bức hình này, chúng ta thấy có những bộ trang phục truyền thống ở đây giúp chúng ta phân biệt đây là những người dân tộc thiểu số đúng không nào? À, đây là những bộ quần áo truyền thống của họ. Đây có rất là nhiều người mang những cái sắc thái, những cái văn hóa nét riêng của vùng dân tộc của họ. Và từ ethnic minority có nghĩa là dân tộc thiểu số ha. Có nghĩa là những dân tộc này chiếm một cái số ít, không giống như người Kinh, người Việt là chiếm đa số ở trong dân số của lãnh thổ Việt Nam mình, đúng không nào? Rồi cô có từ pattern. Các em quan sát lên bức hình này, đây chính là những cái hoa văn của những cái miếng vải hay là miếng thổ cẩm, thì người ta gọi là pattern, là hoa văn. Rồi, fashion, từ này rất là quen thuộc với chúng ta rồi. Fashion là thời trang, ok? Và tính từ của từ fashion là fashionable, thuộc về thời trang hay là hợp mốt thời trang. Fashion designer, từ designer là người thiết kế, đúng không? Nhà thiết kế. Và fashion designer là nhà thiết kế thời trang. Các em hãy học thuộc những cụm từ này ha. Rồi cô có từ modern. Modern là hiện đại ha. Và tiếng Việt mình xưa xưa thì người ta hay gọi là gì? Modern á ha. Mà tiếng Anh mình đọc là modern. Modernize là động từ của tính từ modern này, nó là hiện đại hóa. Và cuối cùng cô có từ unique. Unique là độc đáo. Đây là những từ vựng sẽ xuất hiện trong bài đọc của chúng ta. Các em hãy lưu ý nha. Poet, poem, poetry, mansion, tradition, traditional, a long sleeve tunic, slit, loose pants, inspiration, ethnic minority, pattern, fashion, fashionable, fashion designer, modern, modernize, unique. Chúng ta sẽ cùng quan sát lên màn hình. Đây chính là bài đọc, nội dung của bài đọc trong phần Listen and Read. Cô sẽ cho các em lắng nghe và chúng ta sẽ đọc và tìm hiểu xem bài đọc này nói về điều gì. À, trong này nội dung của bài đề cập đến lịch sử áo dài ha. For centuries, poets, writers, and musicians have mentioned the áo dài in poems, novels, and songs. The áo dài is the traditional dress of Vietnamese women. It consists of a long silk tunic that is slit on the sides and worn over loose pants. Traditionally, it was frequently worn by both men and women. The design and material used for men were different from those used for women. Nowadays, women usually wear it, especially on special occasions. However, many Vietnamese women today often prefer to wear modern clothing at work because it is more convenient. Now fashion designers want to change the traditional áo dài. Some have printed lines of poetry on the áo dài, so they look modern and very fashionable. Other designers have taken inspiration from Vietnam's ethnic minorities. They have visited villages and studied traditional designs and symbols such as suns, stars, crosses, and stripes. They have added these patterns to the áo dài, so Vietnamese women can continue to wear the unique dress, which is now both traditional and fashionable. Thôi, vậy là chúng ta vừa mới lắng nghe bài đọc
listen and read về nội dung liên quan đến áo dài. Bây giờ chúng ta sẽ xem là nội dung từng đoạn một người ta nói về điều gì ha. For centuries, poets, writers and musicians have mentioned the outside in poems, novels and songs. The outside is the traditional dress of Vietnamese women. It consists of a long silk tunic that is slit on the sides and worn over loose pants. Traditionally, it was frequently worn by both men and women. The design and materials used for men were different from those used for women. Nowadays, women usually wear it, especially on special occasions. However, many Vietnamese women today often prefer to wear modern clothing at work because it's more convenient. Ở đoạn đầu này người ta giới thiệu là gì? Hàng ngàn thế kỷ ha, hàng ngàn thế kỷ qua thì những nhà thơ này, nhà văn hay là nhạc sĩ thì đều nhắc đến áo dài trong thơ ca, tiểu thuyết và các nhạc phẩm ha, những bài hát đó. Áo dài là trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Nó bao gồm một bộ áo dài cái gì? Sorry các em. Một bộ áo dài tơ lụa ha, bằng lụa xẻ dài với hai đường xẻ tà hai bên và được mặc với những cái quần ống rộng. Theo như truyền thống thì áo dài thường được mặc bởi cả phụ nữ và đàn ông. Có nghĩa là trong truyền thống xa xưa thì các em cũng có thấy là đàn ông họ cũng có những bộ áo dài của họ ha. Những cái thiết kế và chất liệu được dùng cho đàn ông thì khác với những cái thiết kế và chất liệu dùng cho phụ nữ. Ngày nay phụ nữ cũng thường xuyên mặc nó, đặc biệt là trong những cái dịp lễ hội đặc biệt. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ Việt Nam ngày nay thì thường thích mặc áo dài hơn là những cái trang phục truyền thống, những trang phục hiện đại khi đi làm, bởi vì nó cũng khá là tiện lợi. Như các em thấy là hầu hết các giáo viên đi dạy ở trong các trường phổ thông thì cũng mặc áo dài đi dạy, đúng chưa nào? Hay là các em quan sát thấy những cô nhân viên trong ngân hàng họ cũng có mặc áo dài đi làm. Rồi, tiếp theo đoạn số 2 nè. Now, fashion designers want to trend the traditional outside. Some have printed lines of the poetry on the outside, so they look modern and very fashionable. Other designers have taken inspiration from Vietnam's ethnic minorities. Ngày nay thì những nhà thiết kế thời trang muốn thay đổi cái truyền thống áo dài truyền thống ha. Một số thì họ in lên trên áo dài những cái dòng thơ ca. Vì vậy thì trong những bộ áo dài này sẽ hiện đại và cũng rất là hợp thời trang. Còn một số những nhà thiết kế khác á, thì họ lấy nguồn cảm hứng từ những dân tộc thiểu số ở Việt Nam. They have visited villages and studied traditional designs and symbols such as sun, stars, crosses and stripes. They have added these patterns to the outside, so Vietnamese women can continue to wear the unique dress, which is now both traditional and fashionable. Họ đã đi đến những cái ngôi làng và nghiên cứu về những cái thiết kế truyền thống và những cái biểu tượng như là mặt trời hay là những vì sao hay những đường gạch chéo hay là những cái đường sọc ha, những cái hoa văn sọc dọc á. Họ đã thêm vào những mẫu hoa văn này cho áo dài. Vì vậy người phụ nữ Việt Nam có thể tiếp tục mặc những cái bộ trang phục độc đáo này mà vừa có tính truyền thống vừa mờ hợp mốt thời trang.
Đó là nội dung của bài đọc Listen and Read. Sau khi đọc bài, chúng ta sẽ vào thực hành một số bài tập. Ở bài tập A, complete the sentences using the information from the passage. Người ta yêu cầu mình là hoàn thành những cái câu ở dưới này và sử dụng những thông tin trong bài đọc. Ở đây có 5 câu và mỗi câu mình sẽ có những chỗ trống. Bây giờ chúng ta sẽ đi thực hiện từng câu một nhé. For a long time, the outside has been the subject of trong thời gian ngày từ xưa xa xưa đến nay thì áo dài đã trở thành chủ đề của điều gì đây? Đây chính là câu mở đầu trong bài đọc đúng không nào? Mình sẽ điền ở đây là gì? Poems, novels and song. Okay. The outside is described as a áo dài thì được mô tả như là một gì đây? Áo dài được mô tả bao gồm có a long silk tunic with sleeves of the size worn over loose pants. The majority of Vietnamese women prefer phần lớn, số đông, mình có từ majority là số đông. Số đông phụ nữ Việt Nam thì thích mặc áo dài hơn khi đi làm đúng không nào? Mình sẽ điền ở đây là gì? To wear modern clothing at work. Oh, sorry các em. Hồi nãy cái đoạn bài cô có dịch sai một chút ha. Ngày nay thì phụ nữ Việt Nam họ thích mặc đồ hiện đại ha, chứ không phải là thích mặc áo dài hơn ở công sở. Mặc dù thì vẫn có sử dụng áo dài trong việc đi làm, nhưng mà dù sao họ vẫn thích mặc đồ công sở hơn, được chưa? Câu số 4, some designers, chỗ này phải thêm S ha. Some designers have modernized the outside by printing. Và họ in cái gì lên đây đây? Lines of poetry on it. Những cái dòng thơ lên áo dài. Another alternative is to add. Và những cái sự thay thế khác họ có thể thêm vào đây là điều gì đây? Symbols such as suns, stars, crosses and stripes. Đây là nội dung của bài tập A trong sách giáo khoa ha. Mình đã lấy những thông tin trong bài đọc để điền vào những chỗ trống ở đây. Mình sang với bài tập B. Bài tập B, answer the questions. Mình sẽ trả lời 3 câu hỏi trên màn hình này. Number 1, who used to wear the outside by traditional? Ai thì thường đã mặc áo dài ở truyền thống à? Theo truyền thống thì những người mặc áo dài có cả đàn ông và cả phụ nữ. Vậy thì mình sẽ trả lời là both men and women used to wear the outside by tradition. Why do the majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work these days? Tại sao mà phần lớn phụ nữ thích mặc đồ công sở hiện đại ha? Cho nên có thể nhìn thấy hình ảnh như ở bên đây. Thì thích mặc những bộ đồ như thế này ở công việc đi khi đi làm hơn là mặc áo dài nào. Mình trả lời câu này sau đây. Because it's more convenient. Bởi vì nó thuận tiện, nó thuận lợi hơn, nó tiện lợi hơn, nó gọn hơn là mình mặc áo dài đúng không nào? What have fashion designers done to modernize the outside? Câu này mình sẽ trả lời như sau. They have printed lines of poetry on it or have added some symbols such as suns, stars, crosses and stripes to the outside. Họ sẽ in những dòng thơ lên áo dài hay là thêm vào những cái biểu tượng như là mặt trời này, ngôi sao hay là những đường kẻ sọc, những đường gạch chéo lên áo dài ha. Đó là nội dung của bài Listen and Read mà chúng ta được tìm hiểu về áo dài cũng như cái cấu tạo, cái hoa văn, cái họa tiết ở trên áo dài. Xin chào tất cả các em, cô sẽ giới thiệu đến các em nội dung phần speak trong bài học số 2 của chương trình tiếng Anh lớp 9 này. Và trong bài học speak ngày hôm nay, mình sẽ được tìm hiểu về tên gọi của một số trang phục cũng như là thực hành hội thoại hỏi xem là bạn bè mình thích mặc những trang phục nào. Các em hãy quan sát lên màn hình.
Phần bài tập đầu tiên A, match the phrases to the pictures. Mình sẽ nối những cái tên của những cái cụm từ ở đây. Đây chính là tên gọi của những trang phục hàng ngày mà chúng ta vẫn thường sử dụng với những cái bức hình quần áo mô phỏng theo nó. Vậy thì ở đây cô có tất cả là 9 cụm từ. Cô sẽ hướng dẫn chúng ta tìm hiểu về nghĩa để sau đó chúng ta sẽ nhìn vào những bức hình để nối vào cho phù hợp nha. Number 1, a colorful t-shirt. Đây là một chiếc áo thun có màu sắc, đúng không nào? Áo thun màu mình gọi là colorful t-shirt. 2, a plaid skirt. Skirt là chiếc áo, skirt là chiếc váy ha. Chiếc váy mà dạng có sọc vuông thì mình được gọi là plaid skirt. Number 3, a plain suit. Suit là bộ cong lê luôn á. Một bộ đồ rất là mang tính là trang trọng á, dành cho trang phục đi làm công sở thì mình gọi là bộ đồ tây trơn, hay là bộ đồ suit gọi là đồ quần, đồ vest, nó gần giống như là một bộ vest thì nó trơn, nó không có hoa văn gì hết. For a short sleeve, a short sleeve blouse. Ở đây cô có từ blouse. Blouse là cái áo kiểu mà ngắn tay á. Short sleeve là ngắn tay. Number 5, a sleeveless sweater. Okay. Chỗ này thì mình thấy là sweater, okay? Chỗ này phải là thêm chữ S vào cho cô ha. Sweater là chiếc áo mà bằng len á, chiếc áo bằng len mà không có tay, gọi là sát nách á. Sleeveless là không có tay. Number 6, a striped shirt. Shirt là chiếc áo sơ mi đúng không nào? Và striped là họa tiết kẻ sọc. Baggy pants là chiếc quần tây ống rộng. Faded jeans là quần jean bạc màu. Và blue shorts là chiếc quần đùi ha, quần đùi màu xanh lá cây, xanh da trời. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát lên những cái bức hình ở đây. Đây là những bức hình trong sách giáo khoa. Bây giờ chúng ta sẽ nối những cái tên của những trang phục này cho phù hợp. Rồi, ở bức hình đầu tiên là chiếc áo thun đúng không ạ? Chiếc áo thun có màu sắc rất là sáng sủa với hình ảnh chú cá heo á. Vậy thì ở đây người ta đã giúp mình đó là a colorful t-shirt, chính là nó. Tiếp theo là chiếc áo mà áo len đây. Đây là một dạng áo len sắt nách. Mình có tên gọi là a sleeveless sweater. Chiếc áo sơ mi kẻ sọc mình có tên gọi là striped shirt. Còn đây chính là trang phục được gọi là suit này các em ha. Đây chính là suit thì mình có tên là a plain suit. Chiếc quần jean, đây là chiếc quần jean mà màu mỡ bạc đi rồi, a faded jeans. Okay. Đây là chiếc áo kiểu mà ngắn tay là short sleeve blouse. À, chiếc quần này là quần ống rộng, mình có tên gọi là baggy pants. Tiếp theo là chiếc váy sọc caro đúng không nào? A plaid skirt. Và cuối cùng là a blue shorts. Những cái quần thì nó thường là thêm S nè. Quần nó tính hai ống, mình phải thêm S, nó không có dạng số ít. Như vậy là bài tập A mình đã vừa nối những cái tên gọi vào những cái bức hình, đúng chưa nào? Bây giờ chúng ta sang phần thực hành B. Write 2 more questions for the survey about students where then ask and answer. Người ta yêu cầu mình như sau. Các em sẽ phải làm việc theo nhóm, work in a group. Viết 2 hoặc là nhiều hơn 2 câu hỏi trong mỗi phần để chúng ta tìm hiểu xem là những cái bạn học sinh này sẽ thường mặc quần áo như thế nào á.
Bây giờ chúng ta sẽ quan sát lên màn hình, cô sẽ gợi ý cho chúng ta. Ở trong sách giáo khoa người ta có những cái trang phục như sau. Casual clothes là những cái bộ trang phục hàng ngày. Favorite clothes là những trang phục mình yêu thích. School uniform là đồng phục. Và clothes for special occasion là quần áo dành cho những trang phục, những cái dịp lễ đặc biệt. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát lên những câu hỏi ở trên màn hình. What do you usually wear on the weekend? Bạn thường mặc cái trang phục nào vào cuối tuần? Why do you wear these clothes? Tại sao mà bạn lại mặc những trang phục này? Vậy thì đây là hai câu hỏi mẫu trong cái phần đầu tiên là casual clothes. Bây giờ chúng ta phải thêm câu hỏi vào đây, đúng không nào? Chúng ta có thể sử dụng những câu hỏi đoán, ví dụ là do you like wearing jeans on the weekend, hay là chúng ta hay đi hay mặc gì hàng ngày á, ngoài những trang phục mà đi học thì bạn mặc quần áo gì chẳng hạn. What do you usually wear at weekday ha? Weekday là những ngày trong tuần, hoặc là chúng ta có thể sử dụng câu hỏi how often, được chưa nào? Rồi đến lượt cái phần favorite clothes. What is your favorite type of clothing? Why? Cái loại trang phục nào mà bạn thường thích mặc nhất, tại sao? Hoặc là chúng ta có thể hỏi là do you like cũng được. Chúng ta chọn ra những cái tên gọi của trang phục nào đó ra và hỏi bạn mình là có thích mặc cái đồ này không. Ví dụ như là do you like wearing blue shorts? Có thích mặc quần đùi không? Đúng không nào? Do you like your uniform? Is it comfortable? Bạn có thích trang phục đồng phục của trường mình không? Nó có thoải mái không? Hay là các em có thể hỏi về màu sắc của trang phục đi học của bạn mình ha. Ví dụ hỏi what color is your uniform, hoặc là what uniform do you wearing at school? Có những trường thì quy định là các bạn phải mặc áo dài, hay là có những trường là con gái thì được mặc váy, hoặc có những trường thì không mặc váy mà mặc quần tây và áo sơ mi, thì có trường lại mặc áo sơ mi màu trắng, có trường mặc áo sơ mi màu xanh, có trường mặc màu hồng chẳng hạn. Thì chúng ta có thể linh hoạt đặt câu hỏi như vậy. Rồi, ở phần special occasion, cô gợi ý cho chúng ta có thể hỏi là what do you wear to the party? What do you wear to the wedding or on state holidays? Bạn mặc gì khi mà đi dự tiệc, hay là đi đám cưới, hay là vào dịp Tết thì chúng ta thường mặc gì? Do you wear traditional dress? Bạn có mặc trang phục truyền thống hay không? Đó chính là áo dài đó ha. Do you want to wear your favorite clothing at school or at home? Đó là những câu hỏi mà chúng ta có thể đặt ra để hỏi bạn của mình. Sau khi mà mình hỏi và trả lời những cái bài như vậy thì chúng ta sẽ thực hành. Ví dụ như thế này. What do you usually wear on the weekend? I usually wear favorite flower shirts and blue pants. Why do you wear these clothes? Because it's comfortable or beautiful or fashionable, hoặc là I like them. Đó là những cái gợi ý mà cô hướng dẫn chúng ta để trả lời những câu hỏi này. What is your favorite type of clothing? Why? I like blue jeans and gì đó, ví dụ colorful t-shirts ha. Tại sao thì đây là ý kiến của chúng ta. Chúng ta phải nêu ra tại sao chúng ta thích mặc những trang phục này. Do you like your uniform? Is it comfortable? Yes, it's comfortable. Hoặc là no, I think it's not convenient. Okay. What do you wear to the party or wedding or on state holidays? Mình có thể chọn là skirt and blouse. Đi đám cưới thì mình cũng có thể là mặc những trang phục khác như là đầm, hay là cũng có những bạn sẽ mặc quần jean chẳng hạn. Hay là trong dịp Tết thì mình sẽ trả lời là áo dài, đúng không nào? Do you wear traditional dress? Do you want to wear your favorite
clothing at school or at home? Thì cái này chúng ta trả lời yes hay no thì tùy thuộc vào các em. Cô để chữ là it's up to you, tùy thuộc vào chúng ta. Và sau khi mình thực hành nội dung ở phần B này thì chúng ta sẽ được đứng trước lớp để nói về kết quả mà sau khi mình hỏi với các bạn, đúng không nè. Đây là ví dụ. Ở phần ví dụ này là trong sách giáo khoa, nhưng mà cô đã trích dẫn lại và cô bôi màu cùng với gạch chân ở những cái thông tin này để các em có thể thay thế những thông tin này. Ví dụ như là two people says they usually wear t-shirts on the weekend. Thì chúng ta có thể thay đổi two people thành three or four chẳng hạn. Tại vì chúng ta làm việc theo nhóm thì tùy vào nhóm các bạn có bao nhiêu người thì chúng ta sẽ thay đổi vào đây. Các bạn ấy nói rằng là thích thường mặc áo thun vào cuối tuần. Vậy thì t-shirt ở đây chúng ta cũng có thể thay đổi thành ví dụ như là jean chẳng hạn ha. Three people said they like their uniform. Ở đây thì mình sẽ thay đổi con số. Ví dụ như có hai bạn thích mặc đồ đồng phục thôi, hoặc là only one person. Okay. Lan said she loved jeans. Ở đây cô thay thế chữ Lan hoặc là tên riêng của bạn nào đấy trong nhóm của chúng ta thực hành, các em thay thế vào đây. Cũng có thể là một bạn nam đấy, ví dụ Nam said he loved jeans. Ví dụ là như vậy. Ra các em hãy thực hành cái việc này để đưa ra được cái báo cáo đứng để trình bày trước lớp cho cô và các bạn khác cùng biết xem là mình đã hỏi và trả lời được những cái câu hỏi này như thế nào. Đây chính là nội dung của phần speak mà cô hướng dẫn đến các em. Xin chào tất cả các em. Chúng ta sẽ đến với nội dung của bài listen trong phần bài học số 2 của chương trình tiếng Anh lớp 9 này. Và trong bài học listen ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn chúng ta nghe một đoạn thông báo để tìm một bé gái bị lạc dựa vào trang phục quần áo của những bé của em bé này. Thì thông thường chúng ta thấy là những tin đăng mà tìm người bị lạc thì người ta sẽ thường mô tả ngoại hình, sau đó đến trang phục mà những người ta mặc bên mình, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ quan sát lên màn hình. You are going to hear a public announcement about a lost little girl called Mary. Chúng ta sẽ được nghe một thông báo công cộng ha, những thông báo rộng khắp đó, về một trường hợp đi lạc của một em bé tên là Mary. Đây là hình ảnh cô trích dẫn để chúng ta biết đây là bạn Mary. Rồi, đây là những từ vựng mà chúng ta sẽ nghe trong bài. Announcement là thông báo ha. Lost hoặc là missing là đi lạc, bị lạc á. Còn từ lost thông thường mình học thì nó cũng nghĩa là bị mất nữa, đúng không nào? Rồi cô có động từ carry là mang theo. Ở đây là những đặc điểm để mình nhận dạng được em bé này khi đi em ấy mang theo điều gì, mang theo một cái vật gì đó, đúng không nào? Và ở đây mình có từ don, có lẽ là con búp bê ha, em bé mang theo con búp bê. Và để gợi ý cho chúng ta nghe được dễ dàng thì người ta đã cho biết những cái trang phục có thể xuất hiện ở đây như dạng một dạng trắc nghiệm ABC. Ở những cái hình ảnh này thì chúng ta đều biết là những cái trang phục này có tên gọi như thế nào, thì cô sẽ cung cấp cái tên gọi cho chúng ta để chúng ta dễ dàng trong việc nghe hơn. Ở phần A nhỏ ha, ở nhỏ là cái quần hoặc là váy mà cô bé đó mặc, thì chúng ta sẽ biết được ở đây có bức hình đầu tiên, đó là quần hoa, đúng không? Chiếc quần hoa, flowered pants. B, blue shorts, quần cụt, quần đùi á, màu xanh da trời. Và cuối cùng C, pink skirt, chiếc váy màu hồng. Đầu tiên là quần, đúng không nào? Tiếp theo là đến áo, mình sẽ xem cô bé này mặc áo gì. Long sleeve white blouse, cái áo mà dài tay. C, short sleeve white blouse, cái áo mà ngắn tay màu trắng ha. Và bên này là chiếc áo ngắn tay màu hồng, là short sleeve pink blouse. Và cuối cùng đó là dép, giày dép mà cô ấy mang, thì mình có là gì? Sandal, dép sandal đó ha.
Tiếp theo là boots. Boots là đôi giày cao cổ ha, mình gọi là đôi ủng á. Và cuối cùng là brown shoes, giày màu nâu. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cái bài đọc về cái thông báo này để chọn lựa cái trang phục đúng để tìm được em bé Mary này. Và để dễ dàng như chúng ta nghe thì cô đã trích dẫn cái nội dung nghe ở trên này cho chúng ta rồi. Hãy cùng lắng nghe nhé. Attention, please. Here is a special announcement. A little girl is reported missing. She was last seen 20 minutes ago near the main entrance to the car fair. Her name's Mary, and she is 3 years old. She has short, dark hair. She's wearing shorts, blue shorts, and a long-sleeved white blouse. She's wearing a pair of shoes, brown shoes. She may be carrying a large doll. If you see Mary, please bring her to the information desk. Her father's waiting for her there. Thank you. Rồi, vậy là mình vừa mới lắng nghe và quan sát lên nội dung của bài thông báo đúng không nào? Cô sẽ đọc lại và chúng ta sẽ đưa ra phương án ha. Attention please, hear your special announcement. A little girl is reported missing. She was last seen 20 minutes ago near the main entrance to the car fair. Her name's Mary and she's 3 years old. She has short dark hair. She's wearing short blue shorts and long sleeve white blouse. She's wearing a pair of shoes, brown shoes. She may be carrying a large doll. If you see Mary, please bring her to the information desk. Her father is waiting for her there. Thank you. Như vậy mình sẽ chỉ quan tâm đến câu hỏi là what is Mary wearing? Vậy thì mình sẽ xem nè. She's wearing short blue shorts and long sleeve white blouse. She is wearing a pair of shoes, brown shoes. Đây chính là thông tin về em bé tên là Mary. Em bé này mặc một chiếc quần màu xanh, quần đùi màu xanh, mặc chiếc áo dài tay và đi đôi giày màu nâu. Bây giờ chúng ta sẽ dịch xem cái đoạn thông báo này người ta nói gì ha. À, làm ơn chú ý, đây là bản thông báo đặc biệt. Một em bé vừa được báo là bị đi lạc. Em bé này được nhìn thấy cách đây 20 phút ở cổng chính của cái buổi triển lãm ô tô á. Tên của cô bé là Mary và cô ấy thì mới 3 tuổi thôi. Cô bé có một mái tóc ngắn nha, mái tóc đen mà ngắn. Cô ấy đang mặc một chiếc quần đùi màu xanh da trời và một chiếc áo màu trắng dài tay. Cô bé đi một đôi giày màu nâu và cô ấy có thể mang theo một con búp bê lớn. Nếu các bạn ha, các anh chị, cô chú gì đó nhìn thấy Mary thì làm ơn đưa cô bé đến bàn thông tin. Ba của cô bé đang đợi cô ấy ở đây. Cảm ơn. Đây chính là nội dung của bài Listen mà chúng ta vừa được nghe. À, thông qua bài này thì chúng ta được biết thêm là cái việc mà tìm người bị lạc, người ta mô tả theo quần áo và giúp chúng ta biết được những cái thông tin về quần áo. Xin chào tất cả các em. Cô sẽ hướng dẫn đến các em nội dung của bài Read trong chương trình tiếng Anh lớp 9 của bài học số 2 Clothing. Và trong bài học Read ngày hôm nay mình sẽ được tìm hiểu về quần jean ha, quần jean nói chung và lịch sử mà có được jean như thế nào. Thì đầu tiên như thường lệ mình sẽ được tìm hiểu một số từ vựng ở đây. Cô có từ đầu tiên là từ name after. Name after thông thường mình thấy từ name là tên đúng không nào? Nó là danh từ. Nhưng trong này từ name after là một cụm động từ. Nó mang tên nghĩa là đặt tên theo một ai đó chẳng hạn ha. Thì mình có từ name after. Sailor. Sailor ở đây là thủy thủ và cô xin lỗi chúng ta ở đây là noun chứ không phải là verb. Okay. Sailor. Noun. Đây là chữ N, không phải là chữ V. Rồi, thủy thủ. Mình đọc là sailor. Be made from, tức là một cụm từ, nó mang nghĩa là được làm từ cái gì đó. Be made
from, được làm từ cái gì đó. Cotton. Các em quan sát lên bức hình này. Cotton. Chúng ta thấy đây là hình ảnh một cái cây bông, bông gòn, bông mà mình có thể sử dụng trong y tế, hay là những cái bông này để nhồi vào thú bông hay là gối thì mình được gọi đó là sợi bông hoặc là bông. Những cái quần áo của chúng ta mà thấy cái mạc ở bên trên cổ áo hay là ở quần á, người ta có ghi chất liệu thì thường cotton là làm từ bông sợi. Cô có từ wear out. Các em quan sát hình ảnh này. Wear out là sờn hoặc là rách. Đây là hình ảnh chiếc quần jean đã bị mòn rồi, rách ra rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì ngày nay thì cái mốt quần jean rách rất là nhiều đúng không? Cho nên là không phải là do mặc nhiều có bị sờn, mà có khi là mới mua về cũng đã sờn rồi ha. Nhưng mà chúng ta được biết từ wear out là bị rách hoặc là bị sờn. Cô có từ embroider. Embroider thì hình ảnh này chính là mô tả cho cái hoạt động embroider. Đây là những người ngồi thêu, đúng không nè, hình ảnh thêu. Style. Style là kiểu dáng hay là phong cách thì mình được biết đến từ này rất là lâu rồi. Các em thấy mũi tên này chỉ vào trên một cái miếng da thường được may ở đằng sau cái quần jean của mình mặc á, thì nó có tên là label. Label chính là nhãn hiệu, tên gọi, nhãn hiệu. Cô có từ sale. Ở đây mình quen gọi là sale, nhưng mà người ta đọc là sale. Đó là doanh thu hoặc là số lượng bán ra. Và cô có từ economic là thuộc về kinh tế. Đây là những từ vựng sẽ gặp trong bài đọc. Chúng ta sẽ đến với nội dung của bài đọc thì các em quan sát lên màn hình. Đây là bài đọc cô trích dẫn từ trong sách giáo khoa. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe và xem họ nói gì nhé. The word jeans comes from a kind of material that was made in Europe. The material called jean was named after sailors from Genoa in Italy because they wore clothes made from it. In the 18th century, jean cloth was made completely from cotton, and workers at that time loved wearing it because the material was very strong and it did not wear out easily. In the 1960s, many university and college students wore jeans. Designers made different styles of jeans to match the 1960s fashions. Embroidered jeans, painted jeans, and so on. In the 1970s, more and more people started wearing jeans because they became cheaper. In the 1980s, jeans finally became high fashion clothing. When famous designers started making their own styles of jeans with their own labels on them, sales of jeans went up and up. But in the 1990s, the worldwide economic situation got worse, and the sale of jeans stopped growing. However, jeans have never been out of fashion, and today, young generation is still fond of wearing them. Thôi, vậy là mình vừa mới nghe phần bài đọc về jean. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung nhé. The word jeans comes from a kind of material that were made in Europe. Cái tên jean được xuất phát từ một cái loại chất liệu mà đến từ châu Âu. The material called jeans were named after sailors from Genoa in Italy because they were clothes made from it. Cái chất liệu mà được gọi là jean á, thì được đặt tên theo những thủy thủ ở vịnh Genoa ở Ý, bởi vì họ thường mặc những cái trang phục mà làm từ cái chất liệu này. In the 18th century, jeans clothes were made completely from cotton, and workers at that time loved wearing it because the material were very strong and did not wear out easily. Vào thế kỷ thứ 18 thì trang phục bằng jean
được làm hoàn toàn từ chất liệu là cô tông hay gọi là bông á, sợi bông. Và những người công nhân ở giai đoạn này thì họ rất là thích mặc nó. Bởi vì sao? Bởi vì những cái chất liệu này rất là chắc và nó không bị sờn một cách dễ dàng. In the 1960s, many university and college students wore jeans. Và những năm 1960 thì những cái sinh viên của trường đại học hay là cao đẳng thì họ thường mặc đồ jean. Designers made different styles of jeans to match the 1960s fashions, embroidered jeans, pattern jeans and so on. Những cái nhà thiết kế thì đã sáng tạo ra những cái kiểu dáng khác nhau về quần jean, đồ jean để hợp với cái phong cách thời trang vào năm 1960 như là quần jean thêu hay là đồ jean mà vẽ hoặc là nhiều cái dạng khác. In the 1970s, more and more people started wearing jeans because they became cheaper. Và những năm 1970 thì rất là nhiều người, càng ngày càng nhiều người bắt đầu mặc quần jean bởi vì nó trở nên rẻ hơn. Jean finally became high fashion clothing when famous designers started making their own style of jeans with their own labels on them. Quần jean hay là trang phục jean nói chung á, thì cuối cùng cũng trở thành một cái trang phục thời trang cao cấp khi mà những cái nhà thiết kế nổi tiếng bắt đầu tạo ra phong cách riêng của họ ở đồ jean với những cái nhãn hiệu riêng của họ. Thì chúng ta thấy có rất là nhiều cái nhãn hiệu ngày trước cũng có lịch sử của những cái tên gọi nhãn hiệu ở đồ jean, ví dụ như là Levi's, ok, sorry, những cái đó người ta gọi là những cái tên riêng, những cái trang phục riêng, hay là Gucci cũng có quần jean của nó này. Rồi cô đến với đoạn tiếp theo ha. Sales of jeans went up and up, but in the 1990s, the worldwide economic situation got worse and the sales of jeans stopped growing. Giá cả của quần jean á, số lượng quần jean bán ra thì ngày càng tăng. Nhưng mà đến những năm 1990 ấy, thì do tình hình kinh tế thế giới trở nên tồi tệ hơn, cho nên giá của quần jean ngừng tăng. However, jeans have never been out of fashion, and today young generations is still front wearing them. Tuy nhiên thì quần jean chưa bao giờ là lỗi mốt cả. Và ngày nay thì thế hệ trẻ vẫn tiếp tục có hứng thú với việc mặc quần jean. Chúng ta đến thế kỷ thứ 21 rồi và quần jean cũng vẫn chưa bao giờ là hạ nhiệt đúng không nào? Các bạn mặc quần jean có thể là quần jean mặc ở đi chơi ha. Thông thường thì quần jean thường được mặc đi chơi, đi hàng ngày. Cũng có một số trường cho phép được mặc quần jean đi học. Thì nó rất là thoải mái và hợp thời trang đúng không nào? Đó là nội dung của bài đọc về lịch sử của quần jean, quần áo jean và cái tên gọi jean. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bài tập. Các em quan sát lên màn hình bài tập đầu tiên. A. Fill in the missing dates and words. Chúng ta sẽ điền vào những cái chỗ trống này những cái ngày tháng hoặc là năm hoặc là những từ còn thiếu. Ở đây có 5 câu và chúng ta sẽ điền câu đầu tiên nhé. Ở cái cột mà đánh số đầu tiên, mình thấy là mình phải điền năm vào đây rồi, đúng không ạ? Chỗ này mình sẽ điền năm là In the 18th century, workers liked to wear jean clothes because the material made from cotton was very strong and could hardly wear out. Ở đây mình sẽ điền thế kỷ thứ 18 và từ jean glow. Number 2, mình sẽ điền là 1960s. A lot of university and college students wore jeans.
các em hãy tìm vào cái tên, cái từ khóa để tìm được nội dung trong bài. Ví dụ như ở câu số 2 mình thấy có từ University and College, thì mình sẽ tìm trong bài này có một câu trong bài xuất hiện ha. Và có năm là 1960. Number 3, mình thấy là many people began wearing jeans, chính là thông tin để mình tìm trong bài. Thì ở đây mình sẽ điền là năm 1970, 1970s, jeans became cheaper, so many, many people began wearing jeans. Number 4, mình thấy là jeans became high, chỗ này là trở thành cái trang phục cao cấp. Thì mình sẽ điền năm 1980, đúng không ạ? 1980s, jeans became high fashion clothing. And the last sentence, in 1990s, the sale of the jeans stopped growing up. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành bài tập A, điền từ còn thiếu. Mình sẽ đến với B, answer the following question. Ở đây có tất cả là 5 câu, đúng không ạ? Number 1, where does the word jeans come from? Mình trả lời như thế nào đây? It comes from the kind of material that were made in Europe. Cái tên gọi quần của jean á, thì được xuất phát từ một chất liệu được làm ở châu Âu. What were the 1960s fashion? Cái thời trang của năm 1960 là gì? The 1960s fashions were embroidered jeans, painted jeans, and so on. Why did more and more people begin wearing jeans in the 1970s? Because they became cheaper. Nhiều người bắt đầu mặc quần jean vào những năm 1970 bởi vì nó trở nên rẻ, ha. When did jeans at last become high fashion clothing? Khi nào thì quần jean đã trở thành một trang phục thời trang cao cấp này? Jeans at last became high fashion clothing in the 1980s. Và cuối cùng là gì đây? Why did the sale of jeans stop growing? Tại sao mà giá của quần jean ngừng tăng? Bởi vì vào năm 1990 thì có khủng hoảng kinh tế thế giới, đúng không nào? Because the worldwide economic situation got worse in the 1990s. Như vậy là cô vừa mới hướng dẫn chúng ta tìm hiểu và làm bài tập liên quan đến nội dung về lịch sử của đồ jean. Cô hy vọng là sau bài học này thì chúng ta đã được cung cấp những cái thông tin về quần jean, áo jean, những cái trang phục bằng jean mà chúng ta thường mặc hàng ngày. Trong bài học ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu đến các em nội dung của phần write trong bài học số 2 của chương trình tiếng Anh lớp 9. Và trong bài học write này, chúng ta sẽ được học cách viết về một bài để đưa ra ý kiến của mình ha, gọi là argument, là một bài tranh luận ạ. Thì chúng ta sẽ được làm quen với dạng bài này để đưa ra một ý kiến nhằm thuyết phục người đọc tin vào cái quan điểm của mình. Và trước tiên thì cô sẽ giới thiệu đến chúng ta phần từ vựng. Ở đây có một số từ vựng sẽ xuất hiện trong bài, cũng như là việc mà các em sẽ sử dụng nó để cho cái bài của mình thêm thuyết phục hơn. Cô có từ encourage là khuyến khích, nó là động từ encourage. Equal in, nó là công bằng. Bear one's name là mang tên. Self confident là tính từ ha, bị viết ngược này. Tính từ có nghĩa là tự tin. Và cô có cụm từ freedom of choice là tự do lựa chọn. Đây là những từ vựng mà sẽ xuất hiện trong bài viết của chúng ta. Trước tiên thì cô sẽ giới thiệu đến các em cái cấu trúc của một bài argument. Ở một bài argument hay còn gọi là đưa ra ý kiến, bài viết đưa ra ý kiến của mình, thì nó cũng có 3 phần giống như các em làm văn vậy ạ. Nó cũng có 3 phần mở đầu, phần thân và phần kết thúc.
Thì ở phần mở đầu người ta gọi nó là introduction. Ở trong phần introduction này, mình sẽ đưa ra cho người đọc biết là mình cái quan điểm của mình như thế nào. Let the reader know the writer's point of view. Cho người đọc biết được cái ý kiến của người viết. Tiếp theo, series of arguments. Ở đây chính là phần thân. Và phần thân này thì mình sẽ presents arguments in a logical way. One on each paragraph gives examples where possible. Chúng ta sẽ trình bày những cái quan điểm theo một cách logic. Có thể là ở những mỗi cái đoạn văn sẽ có một cái đoạn ý kiến khác nhau. Sau đó thì mình sẽ đưa ra thêm những cái ví dụ ở những nơi mình cần thiết. Cuối cùng là từ conclusion, là phần kết. Sum up the argument, mình sẽ tóm tắt lại cái ý kiến của mình đã đưa ra ở phần introduction. Và những cái cụm từ mà các em có thể sử dụng khi viết. Ở phần mở đầu thì đây là bài đưa ra ý kiến, mình có thể sử dụng là my opinion is, hoặc là I think, hoặc là in my opinion. Trong phần thân thì mình sẽ sử dụng những cái từ như là firstly, secondly hay là finally. Thông thường thì ở mức độ của chúng ta thì chỉ viết đến khoảng 2-3 đoạn thôi ha, 2-3 đoạn. Và để tóm tắt lại thì người ta sử dụng từ therefore hoặc là in conclusion. Đây là cấu trúc của một bài argument. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần A. Ở phần A này, trong đề bài người ta yêu cầu mình là read the topic and outline A, then read the passage. Thì đây chính là outline A. Với đề bài người ta đưa ra là gì đây? Secondary school students should wear uniform. Học sinh trung học thì nên mặc đồng phục. Và ở outline A này, người ta đưa ra một số ý kiến. Wearing uniforms encourage students to be proud of their school proud of their school because the uniforms bear their school's name. Mặc đồng phục thì khuyến khích học sinh tự hào về trường của mình bởi vì trên đồng phục có đặt tên trường, đúng không ạ? Help students feel equal in many ways, whether they are rich or poor. Sẽ giúp học sinh cảm thấy công bằng hơn mà không bị phân biệt giàu hay nghèo. Wearing uniform is practical. No need to think of what to wear every day. Và mặc đồng phục thì là một cách để cho chúng ta không phải lo nghĩ xem là chúng ta sẽ mặc gì vào mỗi ngày, đúng không nào? Ngày nào cũng được mặc đồng phục như vậy, không phải nghĩ. Đó là cái outline, là cái dàn bài A. Đó là chúng ta nên mặc đồng phục. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc bài người ta viết. Ở đây bài viết theo cái cấu trúc mà cô vừa mới hướng dẫn các em ha. I think it is necessary for secondary school students to wear uniforms when they are at school. Đây chính là phần introduction. Tôi nghĩ là cần thiết cho học sinh phổ thông là phải mặc đồng phục khi mà họ ở trường. Bây giờ họ sẽ đưa ra quan điểm như thế nào đây. Firstly, wearing uniforms encourages students to be proud of being students of their school because they are wearing the uniforms with labels bearing their school name. Đầu tiên thì việc mặc đồng phục sẽ khuyến khích học sinh tự hào về mình là học sinh của trường này bởi vì họ được mặc những đồng phục với cái nhãn hiệu, với những cái bảng tên phù hiệu của trường mình. Secondly, wearing uniforms help students feel equal in many ways, whether they are rich or poor. Thứ hai đó là việc mặc đồng phục thì sẽ giúp học sinh cảm thấy công bằng hơn, không có phân biệt giàu nghèo ở đây. Finally, wearing uniforms is practical. You don't have to think what to wear every day. Thì mặc đồng phục cũng rất là thực tế. Chúng ta không cần phải suy nghĩ xem là phải mặc gì vào mỗi ngày. Therefore, students in secondary school should wear uniform.
Và người ta tóm tắt lại bằng một câu chốt đó là gì? Vì vậy, học sinh phổ thông thì nên mặc đồng phục. Đó là nội dung outline A và bài viết mẫu. Bây giờ dựa vào cái là outline B ở trong sách giáo khoa của chúng ta sẽ làm nội dung của phần B. Use the outline below and write a paragraph. Chúng ta sẽ viết một bài khoảng từ 100-150 từ. Thì cô nghĩ là chúng ta cũng không biết đến nhiều như vậy đâu. Mà dựa vào cái outline B này với nội dung là gì? Secondary school students should wear casual clothes. Học sinh phổ thông thì nên mặc đồ bình thường đó. Có nghĩa là không mặc đồng phục đi học nữa mà nên mặc đồ bình thường. Và ở đây có những ý kiến đưa ra như sau. Make students feel comfortable. Nó làm cho mình cảm thấy thoải mái nè. Give students freedom of choice, size, colors and fashions. Cho học sinh cái sự lựa chọn thoải mái về cái cỡ này, về màu sắc hay là về cái thiết kế của thời cái bộ trang phục đó. Make students feel self-confident when they are in their favorite clothes. Sẽ làm cho học sinh cảm thấy tự tin hơn khi mà họ được mặc cái trang phục yêu thích của mình. Và cuối cùng là make school more colorful and lively. Làm cho ngôi trường của mình thêm rực rỡ, sắc màu và sống động hơn. Đây là ý kiến cho rằng không cần phải mặc đồng phục. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào đây để viết một bài đưa ra ý kiến này dựa vào cái sườn bài mà mình vừa được tìm hiểu với 3 phần introduction, body and conclusion. Bây giờ cô sẽ cho chúng ta xem một bài mẫu ở đây ha. Ở đây có một bài mẫu. In my opinion, sorry các em, mở đầu là my opinion E. My opinion is that secondary school students should wear casual clothing. Firstly, casual clothes make students feel comfortable. Đầu tiên là làm cho học sinh cảm thấy thoải mái. Secondly, wearing casual clothes give students freedom of choice. They have rights to choose size, colors, fashions of clothes that they love. Thirdly, casual clothes make students feel self-confident when they are in their favorite clothes. Finally, casual clothes make school more colorful and lovely. In conclusion, secondary school students should wear casual clothes. Wearing casual clothes is convenient, comfortable and fun. Như vậy là bài gợi ý này cũng theo sườn. Đầu tiên là đưa ra ý kiến, sau đó là ba cái ý để thuyết phục người đọc rằng nên mặc trang phục hàng ngày để đi học. Và cuối cùng là tóm lại, mình nên mặc bởi vì những lý do đó là nó thuận tiện, thoải mái và cảm thấy vui thích. Đó là bài gợi ý của cô dành cho nội dung outline B. Dựa vào đấy các em có thể thêm từ hoặc là viết theo ý kiến của mình trong nội dung của bài theo đúng cấu trúc của một argument. Xin chào tất cả các em. Cô sẽ giới thiệu đến các em nội dung phần Language Focus trong bài học số 2 của chương trình tiếng Anh lớp 9. Và trong phần Language Focus ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại điểm ngữ pháp về thì hiện tại hoàn thành và ôn tập về cấu trúc của câu bị động. Chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là The Present Perfect, là thì hiện tại hoàn thành. Các em hãy quan sát lên màn hình. Adverbs used with the present perfect. Cô sẽ ôn lại cho chúng ta về những cái trạng từ mà thường đi với thì hiện tại hoàn thành. Các em thử nhớ lại xem chúng ta đã được học những cái trạng từ nào đi với thì hiện tại hoàn thành nào rồi nào. Đầu tiên là từ seen, ok? For, seen sẽ cộng với một điểm thời gian và for sẽ cộng với một khoảng thời gian. Tiếp theo, already, recently, ever, yet,
Và cấu trúc chung của thì hiện tại hoàn thành chính là have hoặc là has cộng với verb ở cột thứ 3 dành cho những động từ bất quy tắc và thêm ed với những động từ có quy tắc, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào cấu trúc này thực hiện nhiệm vụ đầu tiên trong phần Language Focus Exercise 1. This in Nam and this in Nga. Ở trong bài của mình là Nga và Mi, đúng không nào? Ở đây cô thay tên của các bạn này, nhưng nội dung thì mình cũng sẽ giữ nguyên. Work with a partner, read the dialogue. Bây giờ mình sẽ đọc bài này trước ha. Come and see my photo album. Lovely, who's this girl? Ah, it's Lan, my old friend. How long have you made friends with her? I've made friends with her for 6 years. Have you seen her recently? No, I haven't seen her since 2003. She's moved to Ho Chi Minh City with her family then. Vậy là mình vừa mới thực hành phần đọc bài nội dung về bài thực hành đối thoại này. Hãy đến và xem cái album của tôi này. Dễ thương quá, bạn nữ này là ai thế? À, đây là Lan, bạn cũ của mình. À, bạn đã làm bạn với cô ấy bao lâu rồi? Mình đã kết bạn với cô ấy được 6 năm rồi. À, bạn có gặp cô ấy thường xuyên? Bạn có gặp cô ấy không? Không, mình đã không gặp cô ấy kể từ năm 2003. Đây là sách được in từ những năm rất là lâu rồi, cho nên cái năm 2003 đó là mới. Nhưng bây giờ chúng ta đã là năm 2018 rồi ha. Rồi, bây giờ dựa vào những thông tin trong bài cùng với cái bảng ở đây. Dưới này cô có một bảng thông tin khác với hai nhân vật khác. Thì chúng ta sẽ thay thế những cái tên cùng với những cái mốc thời gian vào những vị trí mà cô gạch chân ở đây và tô màu hồng ở đây. Chúng ta sẽ thay thế vào đó để thực hành với bạn của mình. Thì chỗ nào mà các em cần thay thế đại từ nhân xưng thì chúng ta sẽ thay thế, đúng không nào? Cũng là xem album mà, nhưng mà cái nhân vật sẽ được thay đổi. Ví dụ như Quang, brothers, friend thì mình sẽ không thể hỏi là who this girl được, ok? Mà mình phải hỏi là who's this boy. Và her mình phải đổi thành him hoặc là his, ok? Thời gian mình cũng sẽ thay đổi. Các em sẽ thực hành với bạn của mình trên lớp với nội dung mà cô vừa mới hướng dẫn. Cô cũng đã giúp chúng ta tìm hiểu nội dung của bài hội thoại này rồi. Bây giờ mình sẽ sang phần bài tập tiếp theo trong phần Language Focus này. Ở phần bài tập tiếp theo này, chúng ta cũng vẫn tiếp tục ôn về thì hiện tại hoàn thành, tuy nhiên dạng bài tập nó khác. Trước khi mà vào nội dung của bài số 2, cô sẽ giới thiệu một số địa điểm nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao cô giới thiệu điều đó? Bởi vì trong bài học, bài tập số 2 này, người ta yêu cầu mình là gì đây? Imagine you and your partner are visiting Ho Chi Minh City. Phải tưởng tượng là bạn và người bạn của em đang đi thăm thành phố Hồ Chí Minh hoặc là sẽ đi thăm thành phố Hồ Chí Minh. Thì cô sẽ giới thiệu một số địa điểm. Đầu tiên, không thể quên được đó là Bến Thành Market, chợ Bến Thành, đúng không nào? Hình ảnh tiếp theo đó chính là Nhà Rồng Harbor, cảng Nhà Rồng. Hình ảnh này cũng rất là quen thuộc, Reunification Palace, là dinh độc lập hay là dinh thống nhất đó. Đây là Đầm Sen Amusement Park, công viên giải trí Đầm Sen. Tiếp theo là hình ảnh của ngôi chùa Giác Lâm, Giác Lâm Pagoda. Và cuối cùng chúng ta thấy thảo cầm viên là Zoo and Botanical Garden, sở thú đó. Đây là những cái địa điểm mà chúng ta sẽ có thể đến thăm thành phố Hồ Chí Minh, phải ghé qua. Bây giờ nội dung của bài tập số 2 yêu cầu mình làm gì đây? Ask and answer question about the things you have done. Use the present perfect tense of the verbs in the box. Vậy thì người ta cho mình những cái động từ, cô đã đưa những động từ đấy vào khung ở trên màn hình, chúng ta có thể quan sát nè. Do, visit, see, go, eat. Ở đây mình chia ra nè, size là những cái địa điểm mà tham quan, phong cảnh, cảnh đẹp, và food là thức ăn.
Bây giờ chúng ta sẽ thực hành với bạn của mình để sử dụng những cái động từ ở dạng thì huyền thoại hoàn thành khi mà nói về những cái địa điểm này. Thì ở đây người ta đã làm mẫu cho chúng ta một đoạn rồi đúng không nào? Have you seen Zaklamp Pagoda? Yes, I've already seen it. Have you eaten Vietnamese food yet? No, I haven't. Đây là đoạn mẫu ở trong sách giáo khoa. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào những cái thông tin mà người ta đánh dấu tích ấy. Đánh dấu tích là làm rồi, mà không đánh dấu tích là chưa đi, chưa làm, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ thay thế ví dụ như là Have you seen Gatlin Pagoda thành Have you visited, okay? Have you visited the Reunion Palace? À, chỗ này trong bài không có đánh dấu tích đúng không? Mình sẽ trả lời là no, I haven't seen it. Have you eaten? Have you eaten Chinese food? Yes, I have already eaten it. Được không nào? Chúng ta sẽ dựa vào những cái dấu tích ở trong sách giáo khoa và thực hành với bạn mình nội dung bài số 2 này. Các em lưu ý nè, những cái động từ ở đây thì đối với thức ăn mình sẽ sử dụng động từ eat và cột thứ ba của nó sẽ là eaten. Còn những cái động từ như là visit, see, go mình sẽ sử dụng the sign, được chưa nào? Cô hy vọng là với những cái thông tin mà trong sách giáo khoa cùng với mẫu câu mà cô đã giới thiệu với các em thì các em có thể thực hành với bạn mình bài này tốt hơn. Và có thể các em sẽ tham khảo thêm phần nội dung thực hành này tại website học247.net trong phần bài giảng cụ thể theo link ở bên dưới cô đã đính kèm. Thì trong đó sẽ có những bài thực hành cụ thể hơn. Bây giờ cô sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo, bài tập số 3 của chúng ta nhé. Ở bài tập số 3 này, người ta yêu cầu mình là work with a partner. Ask and answer question about exercise. Mình sẽ hỏi và trả lời về những cái thông tin mà người ta đưa. Ở trong sách giáo khoa của mình có một cái khung đúng không nào? Có comic, volleyball, elephant, computer, Singapore, Huế, supermarket, movie và durian. Bây giờ mình sẽ quan sát lên đây. This is Huế City. Đây là thành nội Huế. Và mẫu câu ở đây mình sẽ được thực hành với nhau đó là gì đây? Have you ever gone to Huế? Yes, I have. When did you last go to Huế? Last year. Đây là thông tin mà cô gợi ý cho chúng ta thực hành với thông tin là đến Huế. Còn ở trong sách giáo khoa của mình có những thông tin là Have you ever read a comic? Yes, I have. When did you read one? Sorry các em, when did you read one? This morning. Have you ever been to Singapore? No, I haven't. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi thông tin đó bằng cách cô đã thay đổi về đến Huế này. Tiếp theo nè, chúng ta có thể thấy đây là hình ảnh Singapore, đúng không nè? Have you ever been to Singapore? No, I haven't. Tiếp theo, durian. Mình sẽ đặt câu hỏi như thế nào? Have you ever eaten durian? Yes, I have. Maybe, có thể là như vậy ha. Hay là Have you ever played volleyball? No, I haven't. Hoặc là yes, I have. Have you ever played computer? Chơi trên máy tính ha. Hoặc là try computer, đánh máy tính. Thì ở đây hầu hết các bạn đều có làm việc này rồi đúng không nào? Yes, I have. Rồi, hình ảnh con voi. Have you ever seen elephants? Yes, I have. Of course. Dĩ nhiên là mình đã thấy con voi rồi đúng không? Đó là những gợi ý của cô trong việc mà chúng ta sẽ thực hành bài tập số 3. Ở đây cũng chỉ là hỏi và trả lời những câu hỏi xoay quanh nội dung của cái phần mà người ta gợi ý cùng với việc sử dụng cấu trúc câu ở thì hiện tại hoàn thành. Cho nên cô hy vọng là chúng ta sẽ thực hành với bạn mình ở trên lớp nhiều hơn. Và cuối cùng mình sẽ đến với
Movies, ok. Đây là rạp chiếu phim thì hầu hết ai cũng đã được đến rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang điểm ngữ pháp thứ hai, đó là passive voice, đó là câu bị động. Ở đây cô sẽ ôn lại những cấu trúc câu bị động ở tất cả các thì cho các em. Simple present tense là thì hiện tại đơn, simple past tense thì quá khứ đơn, và present perfect tense là thì hiện tại hoàn thành, cùng với modal verbs, have, to, being, going to là những cấu trúc câu bị động ở dạng đặc biệt của be going to này, hay là have to, hoặc là những cái động từ khiếm khuyết. Thì ở đây cô đưa ra active là câu chủ động và passive chính là công thức của câu bị động. Các em lưu ý ở tất cả các dạng câu bị động đều phải đảm bảo có be cộng với verb 3. Và to be ở đây sẽ thay đổi theo các thì khác nhau. Đối với thì hiện tại đơn, mình sẽ sử dụng to be là is, am, are cộng với verb 3. Quá khứ đơn thì to be sẽ là was hoặc là were. Thì hiện tại hoàn thành sẽ là have hoặc là has been cộng với verb 3. Và đối với dạng modal verbs have to và be going to thì mình sẽ để modal verb have to, be going to cộng với be ở nguyên mẫu và cộng với verb 3. Được chưa nào? Các em dành, cô sẽ dành cho chúng ta 20 giây để quan sát trên màn hình cái công thức. Sau đó chúng ta sẽ đi vào thực hành bài tập trong phần language focus nhé. Các em có thể chép lại công thức này để mình ôn tập. Và hãy ghi nhớ những công thức này để mình cùng sử dụng ở trong những chương trình sau nữa ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung của bài số 4 và bài số 5, cô sẽ gộp lại làm chung ha. Change the sentences into the passive voice as directed. Hãy đổi chuyển những cái câu ở dạng trực tiếp đây sang dạng bị động. Ở cái bài số 4 mình có 5 câu, và bài ở số 5 mình cũng có 5 câu. Tuy nhiên bài số 4 cô sẽ hướng dẫn chúng ta làm tất cả các câu, còn bài số 5 cô sẽ chọn ra 3 câu để làm mẫu, còn lại các em sẽ tự thực hành hoặc có thể tham khảo thêm trong phần bài giảng Language Focus tại trang web học247.net ha. Rồi, A. They may change clothes completely from cotton in the 18th century. Vậy thì người ta đưa change clothes ra đằng trước làm chủ ngữ. Như vậy chúng ta sẽ xác định thì ở đây là thì quá khứ đơn. Cho nên to be mình sẽ sử dụng bị động là was hoặc là were. Change clothes sẽ không đếm được cho nên mình sử dụng là was. Động từ ở đây là động từ made, cho nên câu này sẽ viết lại: Jean clothes were made completely from cotton in the 18th century. B. They grow rice in tropical country. Câu này ở thì hiện tại đơn, cho nên mình sẽ viết lại như sau: Rice is grown in tropical country. C. They will produce 5 million bottles of champagne in France next year. Đây người ta sử dụng thì tương lai đơn, cho nên mình sẽ sử dụng will be cộng với verb 3, đúng không ạ? 5 million bottles of champagne will be produced in France in next year. They have just introduced a new style of jeans in the USA. Người ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành, đúng không nào? A new style of jeans has been introduced in the USA. And the last sentence, they have built 2 department stores this year. 2 department stores have been built this year. Được chưa nào? Đây là bài tập số 4, rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần xác định đúng thì và có thể dựa theo công thức cô vừa mới giới thiệu để sử dụng cho đúng. Và bài số 5, ở đây cô chỉ trích dẫn 3 câu ở trên này thôi, còn lại các câu khác chúng ta sẽ tự thực hành nha. Ở 3 câu này đó chính là 3 câu về thì
sử dụng be going to cùng với have to và động từ modal verb là can. We can solve the problem. Vậy thì chúng ta sẽ đưa về dạng bị động ở đây sẽ là gì? The problem can be solved by us. By us chúng ta có thể bỏ đi, đúng không nào? G, we have to improve on the schools in the city. On the school in the city have to be improved. And the last sentence, they are going to build a new bridge. A new bridge is going to be built. Được không nào? Đó là nội dung của bài Language Focus. Chúng ta được ôn lại phần thì hiện tại hoàn thành cùng với Passive Voice. Cô hy vọng là những công thức này chúng ta sẽ học thuộc nằm lòng để có thể áp dụng ở trong tất cả các bài học về sau. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi video này và xin hẹn gặp lại các em. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé!